Đây cả nhà, vườn của anh Tội ở ngã 7 ha. Đó. Hữu cơ ha, vườn ghế. Giờ cây nó đang đi cơ như thế này nè. Tù tủa hết trơn luôn nè. Ồ ha, thì hôm nay vô đây xem để chuẩn bị kế hoạch đi cuối năm để vườn ảnh làm trái bối. Thì lá già đó là anh Tội còn phải cắt tỉa thêm một số cái cành tăm ở trên đó, dọn cho nó thông thoáng, nó chống ra bớt những cành nào mà cành tăm ha. Đó, đó nó nhỏ nhỏ, nó cành đen đen nó không phát triển được đó, là mình dọn ra luôn. Đấy, rồi tiến hành mình cũng bấm đầu cành dược luôn nha. Đây đây cành dược nè, đứng nè đó, tiến hành mình bấm đầu nữa đó, để cho nó phát triển cái những cái tay này. Năm tới mình trái mình ăn những cái tay này nè. Thì hiện tại cái tay này nó cũng tương đối thấp mặt đất dưới đây nè, thì vụ tới rồi mình ăn trái ở đây, mình ăn đây xong rồi là mình sẽ cắt bỏ những cái tay này luôn, tại hiện tại này nó rất là thấp đó, thì năm tới sẽ ăn trái ở đây ha. Đó. Chọn cho nó, mình sẽ lấy những cái tay trên đây nè, nó cao nè, nó cao ngang đầu nè, thì ở đây mình những cái thằng tâm như thế này nè là mình cắt bỏ nè, đây là bỏ nè, bỏ nè, rồi thằng này bỏ luôn nè đó, rồi này bỏ luôn nè. Đó. Thì lá già mới cắt được nha, này này bỏ luôn nè, này bỏ luôn nè, này bỏ luôn nè, bỏ luôn ha, tại mình không có đem, quên đem kéo theo rồi, đem kéo theo thì mình cắt xương cho ảnh cái này cuối tuần này mình vô mình cắt xương, tỉa xương một cây nữa cho anh Tội anh câu để anh tiến hành anh tỉa để cho nó tạo cái độ già quá chỗ này nè, nó sau này nó mầm ngủ nó phát triển, nó ra làm bông, nó ra dễ ra nè. Đó, rồi cây mình nó cũng ấy da, nó chọn chọn con gì vậy nè. Tôi nghe ổ kiến nẻ luôn đó ha. Ngày xưa trồng cũng hơi, anh trồng hơi thấp đó. Đủ ha. Đấy, nhưng mà si thì anh cứ đổ định kỳ vô gốc nè, nên cả nhà thấy là cái độ sinh cây trong gốc nó rất là khỏe, thấy không? Đó đó là đó. Thì này sẽ rảnh rồi, thì cái này là cây tơ cho nên là trái năm đầu rồi, thì cuối năm là rảnh làm sớm, làm thượng vụ bình thường rồi ha, chứ mình không có cây tơ năm đầu nên cũng không có ép làm sớm hay là nghịch. Đây cái gai đọt rất là mạnh luôn này cả nhà, gai đọt. Thì hiện tại đang vô tiết đọt này cũng ít gầy. Đây thì chờ lá già đi, thì những cái tược như đây thế này là mình đem mình xử luôn ha, cắt bỏ hết luôn chứ không có để đó. À, những cái nhánh thấp thấp là bắt đầu mình bỏ được rồi, cái đầy ha, là cái nhánh thấp thấp này nè là giải quyết luôn ha, nó xà cho nó che đi cái bét tưới kìa, thấy không? Đó, nước nó sẽ không răng vào tới đây được nên mình cắt bỏ luôn. Đó. Cái nào mà nó che hệ thống tưới cứ cắt, canh lá già đi mình cắt ha. Thì tổng bộ là cái phân bón với dinh dưỡng là chỗ anh nuôi vườn anh Tội là sử dụng hoàn toàn bên của tôi đây ha, cửa hàng của mình. Đó, cái này giờ lên đó là mình dọn xương xương nữa để cho những cái tay này nó to lên. Đây, cái nhà thấy nè, đọt rất là mê ha. Ảnh cũng mới lắp hệ thống tưới. Nó làm sầu riêng là phải có hệ thống tưới, không có hệ thống tưới là mình tưới không bao giờ đủ nước, nó cây ra mình sẽ nó bị tình trạng thiếu nước là nó không lấy được dinh dưỡng đó, thành ra đọt nó yếu xìu, nó bị gầy, đặc biệt cái con gầy trắng á, con trắng đó, cái nhà thấy không, độ sinh cây rất là sạch sẽ. Cái này thì để lại ăn trái cái đi rồi bỏ luôn nha, nhưng mà cái lượng cành ở trên đây thì tương đối nhiều nè đó, thấy không? Đây không nhớ là cái đợt nào này vô này tỉa cho anh Tội một cái cây, bây giờ mình không nhớ cái cây đó nằm ở vị trí nào nữa, lâu quá trời. Cây rất là lực luôn không cái nhà, nhắc lại ha, này mình khỏi cần phải tẩy gông gì trong đây hết ha, cây như thế này là giờ là ok rồi, không cần phải tẩy thiết gì hết, tốn tiền đó. Tại vì cái cây nó khỏe là nó có tự cái đề kháng của nó rồi, cái miễn dịch của nó rồi,
giống như con người mình khỏe đó thì mình bị đứt tay này kia nè đó, thì đã sẵn có bị nấm nó xâm nhập vô trong môi trường mà, nhưng mà mình có cái hệ miễn dịch tốt là mình chữa lành vết thương, tự chữa lành vết thương rất là nhanh nha, rất là nhanh lành. Ví dụ những người mà bị tiểu đường này kia mà bị đứt tay á, khó lành lắm nha, do là cái hệ thống miễn dịch của người ta yếu đó, cho nên là rất là khó, lâu lành hơn những người khỏe. Ây da, cỏ anh mất phát. Thì cái này đó là cho anh đào rãnh đây sâu xuống luôn nè cả nhà ha. Đào đây vị trí tán lá đây nè, thầy ra vô đó khoảng 3 mét nè, đào sâu xuống này cho mình đây nè. Thì mình đào như thế này nè thì mình chẳng gãy được, mình nói mình chăm sóc mình phát cỏ rồi nó cũng rất là dễ ha. Đó, nó đang đi chơi đây. Cái nhà thấy lên trên kia nữa, xanh đông hết đây cả nhà. Rồi thôi, để kết thúc video tại đây nha.